Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là cái gian trưng bày của bà con xã viên hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Thì đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày 15 tháng 5 âm lịch, ngày rằm tháng 5 đấy. Tôi lại lên tôi làm vài cái video gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn những hình ảnh nói là mới nhất từ bà con xã viên hợp tác xã Cây Cảnh Thăng Long đây. Đấy, các bác ý bản trí rất là hài hòa. Đấy, thì anh Hiệp anh ấy đang đi hoạt động cách mạng ở đánh bắt xa bờ rồi, cho nên là hôm nay anh Hoài anh thay mặt cho anh em trong quản lý hợp tác xã Cây Cảnh Thăng Long gửi tới cho quý vị và các bạn các cái báo giá chi tiết. Vâng, thì trước mắt quý vị và các bạn đây là một cây thông. Đo cho anh em này coi. 37 này. Vâng. Cao 44 này. Cao 44. Tàn 58. Vâng. Cây này báo với anh em là bằng 13 triệu. 13 triệu nhá quý vị nhá. Thì quý vị và các bạn alo cho anh Hoài hoặc anh Hiệp cũng được. Số của anh Hiệp là 0399903128. Số anh Hoài tôi sẽ ghim ở dưới cái phần mô tả đấy. Và quý vị và các bạn liên hệ, ông nào mà gọi không được thì gọi cho ông kia. Đấy. 13 triệu đúng không anh? 13 triệu. 13 triệu. Cái thông Nhật Bản, thông Nhật Bản lâu lắm rồi hàng mới về. Cái thông Nhật Bản 13 triệu. Tiếp gửi tới cho quý vị. Cây này là cây mai chiếu thủy. Một đôi mai đó. Lùn lực bé xíu luôn nhá, đấy. 2 triệu 2 một cây. 2 triệu 2. Đây, bên này có cây nữa này. Đôi đấy. Đấy. Đôi nha quý vị nhá. Nhờ quý vị và các bạn liên hệ anh Hoài 0399903123. Đấy, số của anh Hiệp 0399903128. Vâng, tiếp theo gửi tới cho quý vị và các bạn. Đây tường vi đúng không? Đây cây này giá hoa đẹp phết đây anh hoa nhỉ. Đẹp mà đây chú nhìn này. Này cây này có hoa đẹp đấy. Quay cho anh em này, cái thân co lắc này rất đẹp này, quằn quại. Vâng. À. Cột cách rất hay. Đấy nhá. Chi tiết cho quý vị và các bạn nhìn nữa. Đây hoa này, hôm nay hoa ra này. Đấy này, quý vị thấy ra chưa? Hoa này tường vi chưa? Trịch rỡ. Cái này giao lưu với anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Quá tuyệt vời đấy, hoa đấy. Tường vi. Đây. Rồi, cảm ơn anh. Tiếp theo, gửi tới cho quý vị. Đây là cây hoa giấy. Hoa giấy. Giấy này là giấy gì nhỉ anh nhỉ? Hoa giấy này giấy Mỹ này. Hoa giấy Mỹ à? Báo giá anh em cây này 700k. 700.000. Đấy nhá, quý vị và các bạn ngắm kỹ nhá. Giấy này nó gọi là giấy gì nhỉ? Không phải giấy Mỹ mà là giấy gì ấy. Anh quên rồi. Đây hoa nó đây này. Hoa tím này. Có 700.000 thôi nhá quý vị nhá. Phải báo anh em là 700. Đây. Châu Đồng Nai đó. Trông hay đấy anh ạ. Hay mà. Tiếp anh ơi, cái này cái bông trang à? Bông trang. Trang này là trang hồng phấn nha quý vị nhá. Trang hồng phấn này. Giao lưu bao tiền cái này anh ơi? Báo anh em là 500k đó. 500.000. Đây. Trang hồng phấn nhá. 500. Tiếp theo cũng được. Bác văn phòng chính phủ vừa kính tặng đây cho anh. Cũng giao lưu. Không, có bác vừa gửi về kính tặng. Có mình để đây trưng bày. Lại tưởng cái giao lưu rồi. Ôi. Các bác hôm nay ngày rằm các bác không đến các bác gửi về kính tặng. Đẹp nhỉ. Cái này gọi là lọ này là lọ hút tài lộc đấy. Quá đẹp đúng không? Ừ. Tuyệt vời không quý vị không?
Đấy. Đây là cây si. Si à? Ừ. Si búp đỏ. Đây đẹp không anh em, nhìn đẹp không? Nhìn cũng khá được được đấy. Đo cho anh em, cây này đo cho anh em này. Cây quá luôn lực rồi. Đây đo anh em này. 10. Vâng. Cao 16. Vâng. Tàn 30. Báo giá với anh em là 6 triệu. 6 triệu đấy. Cái tí quý vị ạ. 6 triệu nha. Cái này là cây gì, dưới anh? Cây dưới. Vâng, cây dưới nha quý vị ạ. Đây rồi anh em này. 23. Vâng. Ba mươi ba. Vâng. 40. Cây này báo giá anh em là 1.8 triệu nhé. 1.8 triệu. Chậu là chậu Đồng Nai. 1.8 triệu quý vị ạ. Rồi ok, bây giờ ta đi từ đầu nào nhỉ anh nhỉ? Đầu này đi. Đầu này. Đây là giới thiệu với quý vị cây, cây tùng tuyết này. Tùng tuyết. Đấy. Một đôi nhá. Vâng, bên này một cây nữa này. Một đôi này là bằng 2.8 triệu nhá. 2.8 triệu. Cây này nó cao khoảng 40. Đo cho anh em coi. Vâng, đo đi anh. 10. Hoành 10. 54. Cao 54 kìa. 60. Vâng. Mỗi cây 1.4 triệu đó. 1,4 triệu, đôi này là 2.8 triệu nha quý vị. Đây là cây gì anh? Là sam bông. Sam bông à? Quay ừ, này, đây. Sam bông này. Sam bông. Nghi ngút luôn. Dạ. Từ trên xuống dưới này. Tán 40 này. Dạ. Cao bằng 18 này. Dạ. Đơn giá là bằng 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu nha quý vị nhá, sam bông này. Đây. Đấy, trông rất là hay. Rồi quý vị và các bạn alo 0399903128 nhá. Rồi ok anh. À đây, có cây ở giữa đẹp này. Cây ở giữa cũng là một cây tùng tuyết nha quý vị ạ. Đấy, anh các anh ấy bài trí rất là hay, bộ ba luôn đấy. Đây. Bộ ba cây này. Đấy, ba cây tùng ấy. Cao 90 nha. Vâng. Phúc lộc thọ. Tàn 75. Đo hoành 1 nhá. Hoành 1 10. Nhìn rất nghệ thuật. Cái này báo giá anh em 4 triệu nhá. 4 triệu à anh? 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu quý vị ạ. Đây. Một đôi tùng tuyết này, bên kia có cây, tôi quay cây bên này cho quý vị và các bạn tham khảo này. Tiếp theo gửi tới cho quý vị và các bạn, đây, cây này là cây nhài, hoa nhài, đẹp quá nhỉ. Cây hoa nhài. 60. Rồi. 32. Rồi. 60. Mà. 1.8 triệu. Quá thôi. 1.8 triệu nha quý vị ạ. Hoa này nhài là nhài ta đấy nhá. Cây hốt cách tay to. Cây hoa nhài. Lâu năm. Thơm nức. Một triệu tám quý vị alo 0399903128. À, quý vị nhìn đấy. Thơm phức phức. Củ ơi. Rồi, cây ở giữa luôn đi. Mai chứa thủy cổ mai đấy. Thủy. Một cây mai cổ đấy. Đây. 120. Đấy, hoành cho anh Hoài đo là 120. 84. Cao 84. 84. Rộng 84. Tàn đấy. Báo giá anh em này là bằng 18 triệu. 18 triệu nha quý vị nhá. Chậu Đồng Nai nha, chậu Bát Tiên rất đẹp anh em nhá. Cái chậu này là mấy triệu rồi đấy? Chậu này là 5 triệu rồi đấy.
cái thỉnh chuông để cho quý vị và các bạn xem cây cho nó sướng. Châu chấu bát tiền 18 triệu. Quý vị và các bạn liên hệ 0399 903 128 với cả số điện thoại tôi ghi ở phần mô tả. Mai này là mai cổ, mai này là dòng này là nu da đen lá lớn. Đúng không anh? Nu da đen lá lớn nha quý vị nha. Quý vị liên hệ số điện thoại 0399 903 128. Cái này đến mùa ra hoa nở đẹp lắm. Đây là gì anh? Lao lưu rồi à? Thế cái bên này? Cái quay có gì thì anh em liên hệ trước. Hôm nay có cái kệ này nhìn đẹp phết đấy nhỉ anh nhỉ? Đẹp. Đây là đá kiểu dạng đá thạch anh ấy. Đá thạch anh đấy. Đá thạch anh hồng ấy. Đá thạch anh hồng quý vị ạ. Đấy quý vị và các bạn ưng thì alo anh Hiệp nhá, 0399 903 128. Rồng phượng này, gọi là long phụng. Đấy. Long phụng trầu nguyệt. Quý vị thấy chưa? Đấy. Rồi, gửi tới cho quý vị và các bạn hình ảnh cây ngâu rất là đẹp. Cây ngâu à, đang ra nhiều hoa lắm này. Đây. Tràn ra hoa. Quý vị ngắm đây, hoa này. Thơm hoa ngâu này thơm lắm đấy. Này nhá. Đây quý vị ạ. Đấy, cây ngâu họ dòng nguyệt quế mà, cây giả lắm này. Bệ rễ này. Đây. Thôi nghỉ đi. Đấy. Quý vị và các bạn này. Alo anh Hiệp nhá, 0399 903 128. Đây. Hoành 30 này. Hoành 30. Tàn 68 này. Vâng. 80. Vâng. Cây này báo anh em 14 triệu. 14 triệu anh. 14 triệu quý vị. 14 triệu. Rồi, nốt cây này thì dừng video. Quay kỹ cho quý vị xem này. Quá đẹp đấy. Giả cây. 14 triệu nhá, quý vị liên hệ anh số điện thoại là 0399 903 128 nhá. Người lâu năm lắm chú Mạnh. Khó lắm. Đó, lâu năm nó như mộc. Hoa thơm phức. Cây ngâu quý vị ạ. Rồi anh em là 14 triệu. Có 14 triệu rồi. Chưa xong mình nghỉ ăn cơm rồi. Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều.